Tối ngày 9 tháng 5, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ một nghi phạm cướp giật tài sản trong lúc bỏ chạy thì tông vào hàng loạt xe trên đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 5, một người đàn ông chạy xe trong khu dân cư Thuận Giao thì bị một thanh niên đi xe Exeter giật sợi dây chuyền trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy vào đường N9. Lúc này người đàn ông truy đuổi, đồng thời hô hoáng nhờ người đi đường hỗ trợ khi đến giao lộ N9-D9 cách vị trí gây án khoảng 1 km, thì tên cướp xảy ra va chạm liên hoàn với hàng loạt xe máy trên đường khiến nhiều người ngã sóng soại. Sau va chạm, tên cướp cũng ngã xuống đường nên bị người dân khống chế tại chỗ, sau đó bàn giao cho cơ quan công an. Tại hiện trường, có 5 xe máy và một xe đạp điện nằm la liệt trải dài hơn 10 m Rất may các nạn nhân chỉ bị chạy xước nhẹ. Riêng chiếc xe của nghi phạm còn rơi ra thêm một biển số xe khác. Hiện trường sau đó được công an thành phố Thuận An tới xử lý.